Đã thành thông lệ hàng năm, cứ vào mỗi dịp Tết đến xuân về, bà con nhân dân các xã miền núi của huyện Hòa Vang lại rộn ràng tươi vui trong không khí của chương trình Xuân Yêu Thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các đơn vị chức năng phối hợp tổ chức. Với sự chung tay của các cấp, các ngành, những suất quà Tết được trao tận tay cho bà con nhân dân miền núi đã khiến cho hương vị Tết nơi vùng cao thêm nghĩa tình và tràn đầy yêu thương. Tưng bừng, phấn khởi là tâm trạng chung của đồng bào dân tộc Cơ Tu tại các xã Hòa Bắc, Hòa Phú khi đón đoàn lãnh đạo thành phố về thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong không khí ấm áp thân tình của buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố chúc bà con đón một cái Tết đầm ấm, an lành và yên vui, cùng gắn bó xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế gia đình với những phương thức sản xuất mới, phấn đấu trở thành một điểm sáng mới về phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai. Sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đã tiếp thêm nguồn động lực để đồng bào dân tộc Cơ Tu nơi đây vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Rất là phấn khởi và vui mừng là trong lúc khó khăn, dịch bệnh rồi lụt bão mà nhưng lúc nào thành phố cũng quan tâm lo được cái đời sống nhân dân. Những ngày này, huyện Hòa Vang cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều chương trình chăm lo Tết cho người nghèo, đặc biệt là người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi. Với hoạt động phong phú như gói bánh chưng, viết chữ thư pháp, bà con nhân dân miền núi cũng đã cảm nhận được không khí xuân ấm áp, tươi vui len lỏi trên mọi nẻo đường. Tới thời điểm hiện nay thì xã đã huy động được hơn 2.000 phần quà để tặng cho những hộ nghèo, hộ chính sách, hộ khó khăn và hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu. Quan điểm của xã là sẽ lo cho nhân dân một cái Tết ấm no và không để ai ở lại phía sau. Không chỉ riêng vào dịp lễ Tết, công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân miền núi nói chung ở huyện Hòa Vang được lãnh đạo thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững. Chính vì thế, lãnh đạo thành phố luôn đề nghị các cấp chính quyền cần phải bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi một lần nữa là đề nghị là các đồng chí lãnh đạo của huyện Hòa Vang, lãnh đạo của xã Hòa Phú tiếp tục quan tâm đến những cái kiến nghị, những cái đề nghị của bà con nhân dân, đi sâu đi sát, nắm chắc cái đời sống vật chất cũng như là những cái tâm tư tình cảm của bà con. Trong cái khả năng của mình thì tiếp tục tổ chức triển khai nhiều cái giải pháp, nhiều cái cách làm cụ thể, sáng tạo hơn để giúp đỡ bà con càng nhiều càng tốt. Một mùa xuân mới lại về, cùng với người dân thành phố, bà con nhân dân tại các xã miền núi của huyện Hòa Vang cũng đang hân hoan chào đón năm mới. Tạm gác lại những bộn bề khó khăn của năm cũ, tất cả cùng hướng về tương lai với nhiều kỳ vọng tươi sáng và tốt đẹp.